Hậu duệ kiếm thần, Diệp Quân. Tập 94. Kiếm quang màu máu dài mấy vạn trượng mạnh mẽ chém ngang trời đất. Xoẹt. Vang dội, bỗng nhiên, một tiếng nổ lớn như tiếng sấm mùa xuân vang vọng khắp Đăng Thiên Vực. Ngay sau đó, cả Đăng Thiên Vực đã biến thành biển máu. Diệp Quân liên tục lui 10 vạn trượng, hắn vừa mới dừng lại, cơ thể đã lập tức nứt ra, miệng liên tục trào máu tươi. Thiên Võ Thế đứng trước mặt hắn cũng liên tục lui xa mấy ngàn trượng, hơn thế nữa, cơ thể lão ta còn trở nên mờ ảo hơn. Lúc lão ta dừng lại, sự căng thẳng trong mắt đã đổi thành không tin nổi. Tên nhóc này thật sự chỉ đạt tới cảnh giới 10 phần thần tính thôi sao? Phải biết rằng, với thực lực của lão ta khi ở thời kỳ đỉnh cao nhất, cho dù là cường giả cảnh giới khai đạo thì chỉ cần lão ta phất tay là có thể tiêu diệt. Tuy bây giờ không phải bản thể của lão ta, nhưng một cường giả cảnh giới khai đạo bình thường không thể nào chống lại lão, bởi vì thực lực của lão đã vượt qua cảnh giới khai đạo. Nhưng lão ta lại bị tên nhóc này chém lui mấy ngàn trượng. Đáng sợ nhất là lão ta phát hiện ra rằng lão ta không có cách nào tiêu diệt huyết mạch của thanh niên này. Thực lực của lão ta không thể tiêu diệt được huyết mạch của người này, chuyện này vô cùng bất thường, bởi vì thực lực của lão ta đã có thể tiêu diệt cả đạo tắc của đại đạo hiện hữu. Càng đánh càng không bình thường. Thiên Võ Thế nhìn chằm chằm Diệp Quân ở đằng xa, lão ta chậm rãi nắm chặt tay phải, cho dù trong lòng hơi bất an, nhưng lúc này lão ta cũng không lo được nhiều như vậy. Lão ta chỉ có thể giết chết người trước mặt để diệt trừ hậu họa. Nghĩ đến đây, lão ta bước về phía trước một bước, đánh ra một quyền. Phía xa, Diệp Quân muốn điều động sức mạnh huyết mạch toàn thân lần nữa, liều chết một trận. Nhưng đúng lúc này một lão già đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, lão già cũng đánh ra một quyền. Đùng! Hai nắm đấm hoàn toàn không giống nhau đột nhiên bạo phát, trong chớp mắt đã đi xa mấy ngàn dặm. Tất cả mọi nơi ở tinh vực lập tức bị chôn vùi, cực kỳ đáng sợ. Trong quán rượu, Thiên Võ Tân nhìn chằm chằm ông lão đang đứng trước mặt Diệp Quân, trọng thiên thứ ba. Cô ta từng đến trọng thiên thứ ba, dĩ nhiên cô ta không thể kiên trì ở lại đó lâu. Bởi vì thực lực của người trước mặt này thật sự quá mạnh. Cô ta thật sự không ngờ, cường giả của trọng thiên thứ ba cũng xuất hiện. Hơn nữa còn giúp đỡ Diệp Quân. Chuyện này rốt cuộc là sao? Thiên Vô Tân ngờ vực, chẳng lẽ những người này chưa từng nghe đến tên tuổi của Chiêu Võ Đại Đế sao? Cho dù chưa từng nghe đến tên tuổi của Chiêu Võ Đại Đế đi chăng nữa, nhưng ít ra cũng phải biết sự đáng sợ của ác đạo minh chứ. Tại sao tất cả đều chọn đi theo Diệp Quân? Còn nữa, không phải những người này đều đã bị tù ấn đại đạo trấn áp rồi ư? Sao họ thoát ra được? Bây giờ đại đạo hiện hữu đang làm gì thế không biết? Trong đầu Thiên Võ Tân tràn đầy nghi ngờ. Ở cách cô ta không xa, Chiêu Võ Đạo Đế nhìn Nho Uyên, cười nói, đúng là càng ngày càng thú vị. Ở trên trời, ánh mắt của Thiên Võ Thế nhìn thẳng vào Nho Uyên. Đôi mắt đó hiện lên sự tò mò, ngươi là ai? Nhỏ Uyên cười nói, biết ta là ai thì có tác dụng gì? Tới đây đi, để ta xem người đã từng đạt tới cảnh giới trên cả khai đạo sẽ mạnh như thế nào. Nói xong, ông ta bước về phía trước một bước, thẳng tay tung nắm đấm. Đơn giản và thẳng thắn. Thiên Võ Thế mỉm cười, tới đây. Dứt lời lão ta tiến lên phía trước một bước, đồng thời cũng tung một cú đấm. Khu vực hai người đang đứng đột nhiên trở nên mơ hồ, hơn nữa còn im phăng phắc, không có bất kỳ dao động sức mạnh nào, vô cùng kỳ lạ. Cách đó không xa, cả người Diệp Quân liên tục tỏa ra sức mạnh huyết mạch phong ma cực kỳ kinh khủng, sau khi hắn hoàn toàn nhập ma, kiếm ý vô địch của hắn đã hoàn toàn không có cách nào chống đối nữa. Đột nhiên Ngao Thiên Thiên nói, tháp ra, hãy giúp ta cùng trấn áp huyết mạch của huynh ấy. Lúc này tình trạng Diệp Quân đã rất nghiêm trọng bởi vì hắn đã hoàn toàn bước vào trạng thái phong ma, nếu không trấn áp được huyết mạch phong ma của hắn thì dù có là người của mình hắn cũng sẽ chém, tới lúc đó hắn chém điên loạn thì toang hết. Đột nhiên Tiểu Tháp nói, không cần, ta tự làm. Ngao Thiên Thiên. Dầm. Lúc này, một luồng sáng vàng từ trong người Diệp Quân đột ngột bắn thẳng lên trời, huyết mạch phong ma của Diệp Quân ngay lập tức bị cưỡng chế. Ngao Thiên Thiên sững sờ, lập tức nói, tháp ra 999. Tiểu Tháp nghi ngờ hỏi, 999. Ngao Thiên Thiên nói, là rất ngầu đó. Tiểu Tháp,
Sau khi huyết mạch phong ma bị trấn áp, Diệp Quân dần dần trở lại bình thường, một lúc sau Diệp Quân mới từ từ mở mắt ra, hắn hít một hơi thật sâu, nhìn vào cơ thể mình. Thời khắc này cơ thể của hắn đã không còn nguyên vẹn, chỉ một chút nữa thôi là cái thân xác của hắn đã hoàn toàn bị phế bỏ. Diệp Quân dường như đã nghĩ tới việc gì đó nên vội vàng hỏi, tháp gia, ai đã giúp ta áp chế huyết mạch phong ma vậy? Hắn biết rõ một khi huyết mạch phong ma hoàn toàn điên loạn sẽ rất khó để hồi phục lại. Tiểu tháp đáp lời, là ta. Sắc mặt Diệp Quân trở nên u ám, tháp gia, ta đang nghiêm túc hỏi ngươi, ngươi đừng đùa với ta. Tiểu tháp thấp giọng nói, ta nói thật mà. Diệp Quân. Ngao Thiên Thiên nói, đúng là tháp gia làm đấy. Diệp Quân rất bất ngờ. Tháp gia trở nên lợi hại như vậy từ khi nào thế? Xem ra ngày đó cô váy trắng đã thăng cấp cho tiểu tháp rất nhiều. Ngao Thiên Thiên đột ngột nói, tiền bối Nhạo Uyên có đánh thắng được người đó không? Nghe thấy thế Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn về phía xa, lúc này khu vực Nhạo Uyên và Thiên Võ Thế Đứng đã hoàn toàn mơ hồ. Không thấy bất kỳ thứ gì. Nhìn thấy cảnh này Diệp Quân nhíu mày, cách hai người này chiến đấu hơi kỳ lạ, người bên ngoài không thể hiểu được. Ngao Thiên Thiên lại nói, còn cả đạo đế ở trong quán rượu kia nữa, người này vẫn chưa ra tay, không biết là có ý gì. Triều võ đạo đế. Diệp Quân quay đầu nhìn vào quán rượu, có lẽ ông ta đang chờ gì đó. Giác. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đúng lúc này, khu vực thời không mơ hồ ở cách đó không xa đột nhiên vỡ vụn như một tấm gương, ngay sau đó, hai người đồng thời lui về phía sau, một lần nữa trở về vùng thời không bên này. Hai người đứng đối diện ở khá xa. Thiên Võ Thế nhìn chằm chằm vào Nhạo Uyên, hơi bất ngờ, mặc dù ngươi vẫn chưa bước tới cảnh giới đó nhưng thực lực của ngươi đã vượt xa so với cảnh giới khai đạo. Nhạo Uyên cười nói, nếu bản thể của ngươi ở đây thì đúng là ta sẽ không đánh lại ngươi. Thiên Võ Thế nhìn Diệp Quân ở đằng xa nói, ngươi là gì của hắn? Tại sao lại muốn dùng mạng mình để hỗ trợ hắn? Nhạo Uyên khẽ mỉm cười, ta có thể đi ra ngoài và khôi phục lại sức mạnh đều nhờ sự giúp đỡ của Diệp công tử, vì ân tình này ta sẽ liều mạng để trả lại. Thiên Võ Thế im lặng một lúc rồi mới gật nhẹ đầu, vậy thì đấu tiếp đi. Vừa nói lão ta vừa tiến lên phía trước một bước. Chỉ một bước chân cũng đã khiến thời không trước mặt lão ta và Nhạo Uyên lại trở nên mơ hồ. Trong đầu Diệp Quân đột nhiên vang lên giọng nói của Nhạo Uyên, Diệp công tử, bên quán rượu còn có một cường giả tuyệt thế, cẩn thận. Dứt lời ông ta bước lên phía trước một bước rồi tiến vào thời không mơ hồ kia. Hai người họ lại bắt đầu đại chiến. Ở trong quán rượu, Thiên Võ Tân nhìn Diệp Quân ở phía chân trời do dự một lúc rồi nói, tiền bối. Hay là chúng ta giết Diệp Quân càng sớm càng tốt đi. Đánh tới bây giờ, cho dù cô ta không muốn thừa nhận, nhưng cũng phải nói rằng thiên phú và thực lực của Diệp Quân thực sự hơi nghịch thiên. Mặc dù là cường giả cảnh giới 10 phần thần tính, nhưng sức chiến đấu đã có thể so với một số cường giả ở cảnh giới khai đạo. Nếu như loại yêu nghiệt này phát triển tới cảnh giới khai đạo thì sẽ ghê gớm tới mức nào? Triều võ đại đế mỉm cười nói, người bạn cũ cuối cùng của ta đã tới rồi. Thiên Võ Tân hơi nghi ngờ, cô ta dường như đã cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên ngước lên nhìn về phía chân trời đằng xa, lúc này chỉ có thể nhìn thấy ở phía cuối chân trời có một người đàn ông lực lưỡng đang kéo theo một chiếc quan tài đi tới. Người đàn ông đó có dáng người cực kỳ vạm vỡ, cao lớn hơn người bình thường 4 đến 5 lần, thân trên cởi trần, cơ bắp trên cơ thể cuồn cuộn, cánh tay to như cây cột. Hai tay đang cầm một sợi xích bằng sắt cực lớn, đầu kia của sợi xích là một chiếc quan tài màu đen tuyền. Người đàn ông lực lưỡng bước lên phía trước một bước cũng có thể làm trời đất rung chuyển, vô cùng đáng sợ. Tất cả mọi người đều sửng sốt, người này là ai vậy? Lúc này người đàn ông lực lưỡng đột nhiên cười nói, đạo đế, ai là người dám đối địch với ông vậy? Là ai? Cút ra đi, để ông đây đánh một đòn nát đầu cả nhà hắn. Giọng nói của người đàn ông lực lưỡng tựa như sấm sét vào mùa xuân, rung động trời đất, ông ta nhìn lướt qua đám người Diệp Quân, vẻ mặt khinh thường giống như đang nhìn một đàn kiến. Trong quán rượu, bên cạnh Triều Võ Đạo Đế, Thiên Võ Tân nhìn người đàn ông lực lưỡng kia, cô ta hơi tò mò, hỏi tiền bối, vị này là ai vậy? Triều Võ Đạo Đế cười nói, quan đế. Thiên Võ Tân cau mày,
bởi vì cô ta chưa từng nghe nói về người này. Triệu Võ Đạo Đế nói tiếp, cô chưa từng nghe đến danh tiếng của ông ta là chuyện bình thường, bởi vì ông ta không thuộc về vũ trụ này, mà đến từ một nơi có tên là Táng Hải. Lai lịch của quan đế này không nhỏ đâu, có nhìn thấy cổ quan tài phía sau ông ta không? Thiên Võ Tân nhìn thoáng qua cổ quan tài, sau đó nói, có phải có lời giải thích gì về nó không? Triệu Võ Đạo Đế gật đầu, cười nói, đúng vậy, vị quan đế này chính là người vô địch ở Táng Hải. Cổ quan tài phía sau ông ta chuẩn bị cho người khác, nhưng cũng là chuẩn bị cho chính mình, nếu đánh thắng thì ông ta sẽ chôn cất người đó, còn nếu thua thì sẽ chôn cất chính mình. Năm đó khi ta gặp ông ta, trong cỗ quan tài đó đã chôn mấy trăm vạn tử hồn. Thiên Võ Tân ung dung nói, khi tiền bối gặp ông ta, đã giao đấu với ông ta đúng không? Triệu Võ Đạo Đế cười nói, đương nhiên, lần đó ta không giết chết ông ta. Giọng điệu bình tĩnh, nhẹ như gió bay. Thiên Võ Tân vội khom người, thể hiện sự kính trọng. Triệu Võ Đạo Đế mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía chân trời ngoài cửa sổ. Phía chân trời, quan đế đang nhìn Diệp Quân, ông ta đánh giá Diệp Quân, cười nói, là ngươi đã chọc giận đại ca của ta đúng không? Tới đây, nhận một quyền của ông đây. Nói xong, ông ta cách không trung đấm Diệp Quân một quyền. Ngay lúc đánh một quyền, vô số oan hồn xuất hiện khắp thiên địa, mấy trăm vạn oan hồn rít rào, thê lương thảm thiết. Lúc này cả Đăng Thiên Vực đã biến thành một địa ngục tu la. Tử vong quyền vực. Đây là một loại quyền vực đặc biệt mà ông ta tu luyện, giam mấy vạn tử hồn trong vực, uy lực của một quyền cho dù là cường giả cảnh giới khai đạo cũng rất khó ngăn chặn. Mặc dù bề ngoài ông ta tỏ vẻ rất xem thường Diệp Quân, nhưng trong lòng ông ta lại không hề khinh thường Diệp Quân. Suy cho cùng, nếu người đàn ông trước mặt thật sự là đồ ăn hại thì hắn sao có thể khiến ác đạo minh tốn công tốn sức đến vậy cơ chứ? Vì thế, đã ra tay là ông ta lập tức ra đòn hiểm. Sư tử vồ thỏ, phải dốc toàn lực. Đối mặt với một quyền đáng sợ này của quan đế, Diệp Quân cảm thấy sửng sốt nhưng vẻ mặt lập tức trở nên kỳ lạ. Âm hồn sao? Diệp Quân mở lòng bàn tay ra, kiếm thanh huyên dung chuyển kịch liệt. Rầm. Quyền vực đáng sợ kia vỡ nát trong nháy mắt. Ngay sau đó, kiếm thanh huyên như một cơn lốc xoáy, trăm vạn oan hồn trong trời đất như thủy triều bị hút vào đó, tiếp đó chúng bị cắn nuốt hoàn toàn. Nhìn thấy cảnh tượng này, quan đế sững sờ tại chỗ, chơi trò gì vậy? Chỉ trong nháy mắt, mấy trăm vạn oan hồn đều đã bị hấp thu hết. Trời đất lại trở lại như bình thường. Mọi người không động đậy. Diệp Quân mở tay ra, kiếm thanh huyên hóa thành kiếm quang bay trở về trong tay hắn. Diệp Quân nhìn quan đế, bình tĩnh nói, ông đến tạo hơi ấm đấy à? Mọi người. Quan đế vô cùng giận dữ. Ông ta muốn ra tay nhưng bỗng suy nghĩ lại, không đúng, kiếm của kẻ này có thể dễ dàng phá vỡ tử vong quyền vực của ông ta, chắc chắn không phải vật bình thường. Mà kẻ này còn khiến cho ác đạo minh tốn nhiều công sức thì chắc chắn có lai lịch bất phàm, ông ta và kẻ này không thù không oán, không cần phải liều mạng như thế, vẫn nên quan sát thêm rồi mới tính toán sau, tránh để khiến bản thân thành vật hy sinh. Nghĩ đến đây, ông ta nhìn thoáng qua Diệp Quân, hừ rồi nói, chỉ chút tài mọn. Ta không muốn ỷ lớn ức hiếp nhỏ, nếu không hôm nay ta đã đánh chết ngươi rồi. Nói xong, ông ta xoay người đi thẳng về phía quán rượu. Nhìn quan đế này cứ vậy không đánh nữa, Diệp Quân cau mày, người này đang làm cái quái gì thế? Sau khi quan đế vào trong quán rượu, nhìn thấy Triệu Võ Đạo Đế, ông ta lập tức kích động, lão đại ca. Triệu Võ Đạo Đế cười nói, quan đế, lâu rồi không gặp ông có khỏe không? Quan đế cười nói, ngày đó từ biệt, không ngờ còn có ngày gặp lại, hôm nay vừa thấy, phong thái của đại ca vẫn như lúc trước, vô địch thiên hạ, ta vô cùng kính nể. Triệu Võ Đạo Đế cười ha ha, quan đế, đã mấy năm rồi, ông ít kiêu ngạo hơn năm đó, lại trưởng thành hơn nhiều. Quan đế mỉm cười, ở trước mặt đại ca, đừng nói đến ta, có người nào trên thế gian này có tư cách kiêu ngạo cơ chứ? Thiên Võ Tân nhìn thoáng qua quan đế, trong lòng thấy hơi nguy hiểm. Triệu Võ Đạo Đế cười nói, lần này gọi ông đến, một là muốn gặp lại cố nhân, hai là muốn ông chứng kiến thời khắc huy hoàng của ta. Quan đế như nghĩ đến chuyện gì đó, đôi mắt bất chợt co rút, lập tức cúi người hành lễ, là vinh hạnh của ta.
Triệu Võ Đạo Đế quay đầu nhìn Diệp Quân ở phía chân trời, ông ta đang muốn lên tiếng, nhưng đúng lúc đó, chân trời ở đằng xa đột nhiên nứt toác, tiếp đó, một cái đầu máu tươi đầm đìa bay ra. Đó là đầu của tiên lão người đã giao đánh với Lý Toại Phong trước đó. Lý Toại Phong cũng theo sau, bên trong lòng bàn tay ông ta yên lặng trôi nổi hai thanh phi kiếm, quanh thanh kiếm tỏa ra kiếm thế ngập trời. Nhìn thấy Lý Toại Phong, Diệp Quân thở dài nhẹ nhõm, dù sao thì cường giả Chiêu Võ Đạo Đế gọi đến đều không phải kẻ yếu. Lý Toại Phong bỗng nhiên mở lòng bàn tay ra, một chiếc nhẫn không gian bay tới trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân hơi kinh ngạc. Lý Toại Phong cười nói, nhẫn không gian của lão già kia. Diệp Quân mỉm cười nói, tiền bối giữ lại mới đúng. Lý Toại Phong mỉm cười, chỉ là một ít vật ngoài thân mà thôi, ta giữ lại cũng không dùng tới, cậu cứ lấy đi. Diệp Quân do dự một lát, sau đó gật đầu, được. Nói xong hắn cất nhẫn không gian đi, trong nhẫn không gian có trăm tổ mạch, cũng được coi là một khoản lớn. Lý Toại Phong chậm rãi xoay người lại, ông ta nhìn Chiêu Võ Đạo Đế trong quán rượu, kiếm khẽ run lên, ông ta vẫn muốn đánh một trận với kẻ mạnh nhất này. Đúng lúc đó, Diệp Quân đột nhiên nói, tiền bối, giết mấy tên tép diêu này trước đã. Nói xong, hắn chỉ vào những cường giả của tộc Vu Mã đang chiến đấu với đạo quân ở đằng xa. Lý Toại Phong gật đầu, tâm niệm vừa động, hai thanh phi kiếm đột nhiên hóa thành kiếm quang dài vạn trượng rồi phóng lên cao, chém thẳng xuống đám người Vu Mã Lạc. Phía xa kia, Vu Mã Lạc đang chiến đấu đột nhiên như cảm nhận được gì đó, ông ta mạnh mẽ xoay người lại, lúc nhìn thấy hai thanh phi kiếm kia, vẻ mặt ông ta đột ngột biến đổi, vội vàng lấy ra một cái khiên để chắn trước người mình. Dầm. Tầm khiên run liên hồi, lập tức vỡ nát, trong nháy mắt Vu Mã Lạc đã bị đánh bay xa mấy vạn trượng. Còn hai thanh phi kiếm kia lại giống như sấm sét xoẹt qua chiến trường, trong nháy mắt đã đến trước mặt Vu Mã Lạc. Sắc mặt Vu Mã Lạc thay đổi, ông ta biết ông ta tuyệt đối không phải là đối thủ của kiếm tu thần bí này, ông ta không dám giữ lại chiêu thức gì nữa, lập tức lấy ra một con dấu, sau đó nhanh chóng khởi động nó. Một luồng ánh sáng đỏ bỗng nhiên tỏa ra từ trong con dấu rồi phóng thẳng lên trời. Uy áp đáng sợ từ trong con dấu cuộn trào ra ngoài, lập tức đánh bay hai thanh phi kiếm của Lý Toại Phong. Đằng xa, Lý Toại Phong hơi khiếp sợ, ông ta mở lòng bàn tay ra, hai thanh phi kiếm bay đến trong tay ông ta ngẩng đầu nhìn về phía xa, có một ông lão đang chậm rãi đi ra từ bên trong luồng ánh sáng đỏ kia. Ông lão mặc quần áo màu đỏ, chắp hai tay sau lưng, cả người ông ta tỏa ra một loại áp lực đáng sợ bí ẩn. Khí tức này không thua kém gì Thiên Võ Thế Tiên Tổ của tộc Thiên Võ lúc trước. Tiên Tổ tộc Vu Mã Vu Mã Hình. Trong chiến trường, đám người tộc Vu Mã nhìn thấy ông lão này, vội vàng cung kính hành lễ, bái kiến Tiên Tổ. Gọi Tổ Tông. Diệp Quân nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt trở nên u ám, lại là một cường giả đáng sợ có cảnh giới trên khai đạo. Tuy rằng đối phương không phải bản thể mà chỉ là ảo ảnh phân thân, nhưng thực lực không phải một cường giả cảnh giới khai đạo bình thường có thể so sánh được. Hơi khó rồi. Tay phải Diệp Quân nắm chặt kiếm Thanh Huyên, tuy rằng kiếm Thanh Huyên khắc chế linh hồn nhưng thực lực của hắn chênh lệch quá lớn với đối phương, cho nên tác dụng khắc chế không thể nào vận dụng tốt được. Trên cảnh giới khai đạo. Cảnh giới cao hơn hắn nhiều. Đằng xa, sau khi Vu Mã Hình xuất hiện, ông ta bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía quán rượu, khi nhìn thấy Chiêu Võ Đạo Đế, ông ta hơi giật mình, rất ngạc nhiên. Chiêu Võ Đạo Đế mỉm cười, không nói gì. Lúc này Vu Mã Lạc gấp gáp hỏi, tiên tổ, vị này là Chiêu Võ Đạo Đế ở vũ trụ Chiêu Võ chúng ta. Chiêu Võ Đạo Đế. Ánh mắt Vu Mã Hình thoáng qua vẻ kinh ngạc và sợ hãi. Chiêu Võ Đạo Đế là nhân vật cổ xưa xuất hiện trước cả ông ta, ở thời đại của ông ta. Chiêu Võ Đạo Đế chính là nhân vật trong truyền thuyết. Ông ta thật sự không ngờ, đối phương vẫn còn sống. Vũ Mã Hình đánh giá Chiêu Võ Đạo Đế, vẻ mặt của ông ta phút chốc trở nên nghiêm túc. Lúc này Lý Toại Phong bỗng nhiên lên tiếng, đánh hay không đánh? Vũ Mã Hình tỉnh táo lại, ông ta nhìn Lý Toại Phong, rồi giống như cảm nhận được gì đó nên ông ta đột nhiên nhìn sang Diệp Quân đang đứng bên cạnh Lý Toại Phong. Khi nhìn thấy Diệp Quân, ông ta bỗng trở nên kinh ngạc. Vu Mã Lạc bên cạnh vội vàng hỏi, tiên tổ, người này tên là Diệp Quân,
là kẻ địch không đội trời chung của tộc Vu Mã chúng ta. Kẻ địch không đội trời chung. Khuôn mặt Vu Mã Hình nhăn lại. Lý Toại Phong thấy đối phương do dự, lập tức trở nên khó chịu, ông ta đột nhiên cười nói, đánh nào. Dứt lời, ông ta vừa muốn đánh thì hai thanh phi kiếm đã bay thẳng từ trong tay ông ta ra. Thấy Lý Toại Phong ra tay, ánh mắt Vu Mã Hình trở nên hung hăng, từ lúc nào một cường giả cảnh giới khai đạo đã dám kiêu ngạo trước mặt ông ta như thế rồi. Không nói lời vô nghĩa, ông ta đánh thẳng một quyền. Đùng! Hai thanh phi kiếm bị đánh bay, nhưng ngay sau đó đã có kiếm quang chém xuống trước mặt Vu Mã Hình. Ầm! Kiếm quang đột nhiên vỡ tan, tiếp đó Vu Mã Hình bị ép lui xa mấy trăm trượng. Nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt của đám người Vu Mã Lạc lập tức trở nên u ám, Vu Mã Lạc nhìn thoáng qua tiên tổ nhà mình, trong lòng không khỏi hoài nghi, tiên tổ này hình như không như lời đồn. Sau khi Vu Mã Hình bị đẩy lùi về phía bắc, ông ta nhìn Lý Toại Phong đứng đằng xa, sợ hãi nói, đúng là một thanh kiếm lợi hại. Ông ta hơi ngạc nhiên, thật sự không ngờ thực lực của kiếm tu cảnh giới khai đạo này lại mạnh như vậy. Lý Toại Phong phía xa đánh đến thoải mái, cười nói, lại lần nữa. Dứt lời, ông ta bỗng nhiên hóa thành một luồng kiếm quang rồi phóng lên trời, chỉ trong chốc lát kiếm quang kia đã phóng thẳng xuống, mạnh mẽ va chạm với Vu Mã Hình. Vẻ mặt Vu Mã Hình không thay đổi, ông ta bước về phía trước, mở bàn tay ra, sau đó nhẹ nhàng xoay tròn. Ầm! Khu vực thời không nơi ông ta đứng đột nhiên trở nên mơ hồ, mà sau khi kiếm quang kia đụng vào khu vực thời không mơ hồ đó, tốc độ bỗng nhiên trở nên vô cùng chậm chạp. Thấy cảnh này, Diệp Quân cau chặt mày, lại như vậy, đây chẳng phải là kỹ năng đặc biệt chỉ có cường giả cảnh giới trên khai đạo mới biết sao. Lúc Diệp Quân còn đang suy nghĩ, khu vực thời không mơ hồ ở phía xa kia đột nhiên vỡ tan, Lý Toại Phong liên tục lui mấy ngàn trượng. Cùng lúc đó Vu Mã Hình đi về phía trước, mỗi bước của ông ta dẫn đến khu vực thời không Diệp Quân đang đứng dần trở nên mơ hồ. Ông ta muốn giết Diệp Quân trước. Kẻ địch không đội trời chung của tộc Vu Mã. Bắt giặc nên bắt tướng trước. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt Lý Toại Phong thay đổi, ông ta hóa thành kiếm quang chém thẳng qua, nhưng đã muộn, khu vực thời không bên chỗ Diệp Quân đã hoàn toàn trở nên mơ hồ. Nhưng đúng lúc này, kiếm thanh huyên trong tay Diệp Quân nhanh chóng bay ra. Xoẹt! Khu vực thời không mơ hồ kia bị xé rách, sức mạnh quỷ dị trong nháy mắt đã biến mất. Gì cơ? Ánh mắt Vu Mã Hình lóe lên sự kinh ngạc, kiếm của ngươi. Diệp Quân nhìn Vu Mã Hình, ánh mắt nghiêm trọng, trong nháy mắt lúc nãy hắn vậy mà lại cảm giác được bản thân bị ép đứng yên tại chỗ, giống như thời gian đang dừng lại, nếu không phải có kiếm thanh huyên thì hắn ngay cả sức lực phản kháng cũng không có. Trên cảnh giới khai đạo, Vu Mã Hình muốn tiếp tục ra tay, đúng lúc này Chiêu Võ Đạo Đế phía dưới đột nhiên cười nói, người ta đợi đều đến đông đủ rồi. Cho nên chúng ta không cần phải lãng phí thời gian. Ông ta đột nhiên bưng chén rượu lên rồi đổ xuống, rượu đổ xuống, ông ta chỉ nhẹ nhàng búng tay một cái, một giọt rượu bỗng bay ra từ trong quán rượu, bay thẳng về phía Diệp Quân phía chân trời. Lý Toại Phong vội vàng thay đổi quỹ đạo kiếm, va chạm thẳng với giọt rượu đó. Đùng! Kiếm quang vỡ nát, Lý Toại Phong bị chấn động lùi lại 10 vạn trượng, lúc ông ta dừng lại thì hai thanh phi kiếm trong tay đã vỡ tan. Nhưng giọt rượu đó vẫn không hề biến mất mà tiến quân thần tốc đến trước mặt Diệp Quân. Đúng lúc này, một cánh tay đột nhiên siết lấy giọt rượu. Bàn tay kia bao lấy giọt nước rồi nắm lại. Duỳnh! Giọt nước vỡ tan thành từng mảnh, đẩy một đợt sóng xung kích mạnh mẽ lao ra nhưng đã bị bàn tay đập nát. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chủ nhân bàn tay. Một người đàn ông đứng trước mặt Diệp Quân. Người đến từ Trọng Thiên thứ tư. Ung đế. Trong quán rượu, quan đế đanh mặt lại khi cảm nhận được nguy hiểm toát ra từ người này, đồng thời cũng lắp bắp tự hỏi làm sao thanh niên kia lại được nhiều kẻ mạnh chống lưng như vậy. Và cũng âm thầm vui mừng ban nãy ông ta không phải người đầu tiên mù quáng bước ra. Dù sao ông ta và Diệp Quân không thù không oán, nếu lên đánh với hắn thì lại dây vào nhân quả không biết tên, quá sức ngu xuẩn. Cách đó không xa. Thiên Võ Tân không khỏi nhăn mặt khi nhận ra cường giả Trọng Thiên thứ tư này cũng về phe Diệp Quân. Trong não mấy người này chứa óc heo à? Ngu ơi là ngu! Sắc mặt xa sầm, hai tay cô ta siết chặt,
ngực phập phồng theo cơn tức. Triệu Võ Đạo Đế liếc mắt nhìn Ung Đế, cười nói, thú vị. Chỉ thấy đối phương giơ tay lên cao rồi hạ xuống. Ầm. Toàn bộ phố thiên đạo sụp đổ trong nháy mắt. Triệu Võ Đại Đế cười to, vung tay áo lên. Thiên Võ Tân và Quan Đế biến sắc. Duỳnh. Một tiếng nổ đinh tai vang lên khi đăng thiên vực ầm ầm chấn động trước khi vỡ ra thành từng mảnh. Ai nấy đều hốt hoảng lùi lại. Trong quán rượu, Triệu Võ Đại Đế đứng dậy, từng bước đi đến trước mặt Ung Đế, cười nói, không ngờ chín tầng trọng thiên vẫn còn cường giả bực này, đúng là ngạc nhiên thật. Những ngón tay ông ta khép lại, vạch ra một đường. Xoẹt. Một lồng giam năng lượng khổng lồ xuất hiện giữa họ. Hỏa địa vi lao. Triệu Võ Đại Đế cong môi, vào đánh một trận. Rồi nhấc chân bước vào. Trước khi Ung Đế đi theo, Diệp Quân đã lên tiếng, tiền bối chậm đã. Ung Đế nhìn lại, chỉ thấy hắn đưa kiếm Thanh Huyên sang. Nhưng ông ta lắc đầu, kiếm này không phải đạo của ta, dùng cũng vô dụng. Ngươi phải cẩn trọng dùng nó. Rồi đi vào lồng giam. Bên trong, Triệu Võ Đại Đế cười nói, đến đây, để ta xem trình độ ngươi đến đâu. Dứt lời, ông ta vươn tay ra. Một vùng vũ trụ mênh mông bất ngờ xuất hiện, bên trong là hàng tỷ tỷ ngôi sao đang chấn động. Bàn tay Triệu Võ Đại Đế khép lại quanh ánh sao chói lòa. Ông ta phát ra một tiếng cười to, vung tay đấm tới. Uỳnh! Sức mạnh sao trời ập đến như đại hồng thủy. Tuy bọn họ đã bị ngăn cách trong lồng giam nhưng người ở ngoài vẫn cảm nhận được uy áp đáng sợ này. Thật là khủng khiếp. Ngay cả tổ tiên hai tộc Vu Mã và Thiên Võ cũng đanh mặt lại. Triệu Võ Đại Đế. Một nhân vật trong truyền thuyết, tuy chỉ mới đến cảnh giới khai đạo nhưng sức mạnh đã vượt xa, e rằng cảnh giới diệt đạo cũng sẽ không chịu nổi. Chỉ riêng cú đấm này thôi là đã có thể dễ dàng lấy mạng của 10 cường giả cảnh giới khai đạo rồi. Vu Mã Hình và Thiên Võ Thế liếc nhìn nhau với vẻ chấn động. Diệp Quân cũng đanh mặt, cho dù cú đấm này có tung ra ở bên ngoài, chỉ còn lại một phần uy lực thì cường giả cảnh giới khai đạo cũng không đánh lại. Tứ Điện Chủ thật sự là quá mạnh. Bên kia, Thiên Võ Tân thấy Triệu Võ Đại Đế ra chiêu thì phấn khích tột độ. Đây mới là cường giả vô địch. Cô ta chọn đúng phe rồi. Lần này tộc Thiên Võ sẽ nhờ cô ta mà quật khởi trở lại. Bản thân Thiên Võ Tân cũng sẽ được điền tên mình vào lịch sử gia tộc. Con cháu đời sau sẽ biết người đã đưa tộc Thiên Võ trên đà rượu dã trở lại đỉnh vinh quang chính là Thiên Võ Tân. Cô ta càng nghĩ càng thấy phấn khởi. Quan Đế đứng cách đó không xa thấy vậy thì nhíu mày. Ở một nơi nào đó, Tức Mặc Lan thở dài khi cảm nhận được uy lực từ cú đấm của Triệu Võ Đại Đế, cuối cùng quyết định sẽ không giúp bên nào. Diệp Quân là yêu nghiệt có chống lưng. Nhưng cô ta cũng không nghĩ rằng những người đó sẽ mạnh hơn Triệu Võ Đại Đế được. Chưa kể sau lưng Triệu Võ Đại Đế còn có Ác Đạo Minh. Nếu bây giờ ra tay giúp Diệp Quân thì chính là hại bản thân. Thiên Võ Tân bắn ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Quân, cô ta tán thưởng hắn, ngặt nỗi kẻ địch của hắn lại quá mạnh. Ở trên cao, khi Triệu Võ Đại Đế ra chiêu, Ung Đế siết tay lại. Uỳnh! Phù ấn đại đạo ngưng tụ trong lòng bàn tay ông ta. Ác quyền đắc đạo. Ung Đế tung cú đấm. Xuất quyền diệt đạo. Đạo diệt thần quyền. Hàng loạt phù văn đại đạo xuất hiện bên trong lồng giam rồi bốc cháy, bắt đầu hòa tan cái lồng. Cú đấm của hai bên va chạm. Duỳnh. Lồng giam không chịu nổi mà vỡ toang hoác, để sóng xung kích ồ ạt túa ra. Ai nấy đều biến sắc mà lùi lại. Những người chậm chân bị quét cho thần hồn câu diệt. Mọi người kinh hồn táng đảm. Diệp Quân cũng giật thót, vội vàng lùi lại triệu trượng mới dừng, sau đó hốt hoảng nhìn lên trên. Lý Toại Phong đứng cạnh hắn ra vẻ phức tạp, sức mạnh bọn họ thật khủng khiếp, ta không thể nào bằng. Bọn họ mạnh đến nỗi nghịch thiên. Mọi tầm mắt đều đang đổ dồn vào nơi thời không hỗn loạn kia, sau đó lại nghe thêm một tiếng nổ vang. Sóng xung kích từ hai quyền thế khác biệt lại lan ra. Không ai dám nương đầu, chỉ đành rối rít chạy. Lý Toại Phong cũng biến sắc, vội vàng đứng chắn trước người Diệp Quân rồi vung tay thả kiếm quang ra, chặn lại quyền thế. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn bia đá đăng thiên, chỉ thấy nó vẫn sừng sững giữa đất trời,
không chút sức mẻ trước sức mạnh của Chiêu Võ Đại Đế và Ung Đế. Đại đạo hiện hữu cũng ghê phết, hắn hoảng sợ nghĩ. Đại đạo hiện hữu. Rồi Diệp Quân lại nhìn về phía thời không kia, thấy vô số ảo ảnh tinh tú đang bốc cháy. Hắn ngạc nhiên, đó là gì? Lý Toại Phong, là Chiêu Võ Đại Đế. Diệp Quân tập trung quan sát, thấy Ung Đế đã bước vào một vùng tinh không đặc biệt với hàng loạt ngôi sao đang bốc cháy xung quanh. Mỗi ngôi sao hóa thành một loại đại đạo. Khi đại đạo bốc cháy, nó lại hóa thành quyền ấn đánh vào Ung Đế. Chỉ trong chớp mắt đã có hàng hà sa số cái tấn công ông ta. Ung Đế vẫn bình thản như trước, mở tay ra rồi nắm lại. Duyên. Một thế giới ảo bất ngờ xuất hiện, bên trong chứa hàng vạn phù văn bí ẩn. Chúng tạo thành một quyền ấn, ngưng tụ thành thực thể. Một tia ác liệt lóe lên trong mắt, Ung Đế tung cú đấm quyền khai vạn đạo. Quyền khai vạn đạo. Quyền ấn tạo thành từ ngàn vạn phù ấn bùng nổ, phát ra khí tức xa xưa lan tràn tinh không. Hết thảy đều bị xóa sổ. Mọi người chỉ thấy bốn bề tối đen như trời sập xuống, sau đó ai nấy đều biến sắc, hốt hoảng rời xa khu vực kia. Lý Toại Phong dẫn Diệp Quân lui lại mấy trăm nghìn trượng, không ngừng thả kiếm ý ra đỡ đòn. Cho dù vậy ông ta cũng không thể hoàn toàn cản được hai luồng sức mạnh kia, vì vậy chỉ đành dẫn Diệp Quân chạy nhanh hơn. Hai người dừng lại ở cách đó mấy trăm nghìn trượng. Sắc mặt Lý Toại Phong nghiêm trọng vô cùng, nhìn về nơi xa chỉ thấy Đăng Thiên Vực như đã hóa thành hố đen khổng lồ. Diệp Quân nhìn sang phải, vẫn thấy bia Đăng Thiên không hề hấn gì. Tất cả các loại sức mạnh đều sẽ bị triệt tiêu khi đến gần nó. Ghê gớm! Sức mạnh của hai người này đã không còn là cảnh giới khai đạo nữa rồi. Hắn hoảng sợ nghĩ. Những người khác cũng đã dừng tay, bởi đánh tiếp không còn ý nghĩa. Chỉ cần Chiêu Võ Đại Đế và cường giả trọng thiên thứ tư kia phân thắng bại thành công thì biết ngay phe nào thắng, phe nào bại. Lệ Hàn đanh mặt, ông ta biết Chiêu Võ Đại Đế rất mạnh, chỉ không biết lại mạnh đến vậy. Cũng còn may cường giả kia cũng không kém. Trong thời không đen nhánh, Ung Đế và Chiêu Võ Đại Đế đứng đối mặt nhau. Người sau cười lên, tốt lắm. Ung Đế thản nhiên nhìn lại. Chiêu Võ Đại Đế, ngươi cũng không yếu lắm, vừa đủ cho ta luyện tay. Nói rồi ông ta bước tới, chỉ một bước chân mà khiến tất cả xung quanh dừng lại. Ngưng động thời gian, Đăng Thiên Vực và tất cả mọi người bất động tại chỗ. Sắc mặt ai nấy trắng bệch, trong lòng sợ hãi không thôi. Bởi vì mọi thứ vẫn đang diễn ra bình thường, chỉ trừ việc họ không thể cử động. Diệp Quân biến sắc kịch liệt, vội vàng gọi kiếm Thanh Huyên ra, chém vỡ sức mạnh ở vùng thời không đang đứng. Khi hắn nhìn lên cao, thấy Ung Đế siết chặt tay phải, mắt trừng trộ rồi đập bàn tay xuống, la lên, phá. Rắc! Thứ sức mạnh bí ẩn kia vụn vỡ trước mặt Ung Đế. Phát ra những tiếng nổ lách tách như pháo hoa. Đất trời trở về như cũ. Ung Đế tung người nhảy lên, hai nắm đấm như hàng tỷ ngọn núi giáng xuống Chiêu Võ Đại Đế. Quỳnh. Thời không tối đen nơi Chiêu Võ Đại Đế đang đứng bị đấm thành hố đen. Sức mạnh như vũ bão hủy thiên diệt địa không ngừng hạ xuống lấp đầy nó. Trải qua một thoáng im lặng. Có quầng sáng trắng phóng lên cao từ hố đen. Tản ra khí tức đáng sợ như gió lốc, đẩy Ung Đế lùi lại mấy vạn trượng. Những người khác biến sắc, một vài cường giả cảnh giới khai đạo ở gần còn bị ép quỳ xuống. Uy áp kia vừa xuất hiện, Lý Toại Phong đã kéo Diệp Quân chạy đi thêm triệu trượng, nhìn lại nơi chiến trường với vẻ hoảng sợ. Ở nơi khác, Thiên Võ Thế nhìn Chiêu Võ Đại Đế với vẻ mặt nghiêm trọng nặng nề, bán bộ diệt đạo. Diệt đạo! Chiêu Võ Đại Đế phá ra cười. Nói với Ung Đế, ta đây chỉ mới bán bộ mà đã không còn đối thủ, nếu thêm nửa bước nữa thì ai có thể đánh một trận với ta trừ Văn Minh Thiên Hành. Bán bộ diệt đạo. Ai nấy đều nhìn ông ta với vẻ hoảng sợ, chỉ mới bán bộ thôi mà đã không thở nổi thế này. Bị áp chế về cảnh giới rồi. Đây là lần đầu tiên rất nhiều người được nhìn thấy cường giả trên cảnh giới khai đạo, chỉ là không ngờ bán bộ diệt đạo lại khủng khiếp thế này, cảnh giới khai đạo không có cửa để so. Bỗng Ung Đế quay lại nói với Diệp Quân, Diệp công tử, chuyện ta nhờ cậu, xin chớ quên. Đoạn ông ta đi về phía Chiêu Võ Đại Đế, dù ta có bị đại đạo trừng phạt, áp chế,
sức mạnh không còn bằng thời đỉnh cao thì đã sao? Để ta chống mắt lên xem trên cảnh giới khai đạo mạnh đến đâu. Quỳnh! Thân xác ông ta bốc cháy. Quỳnh! Một luồng khí tức như núi lửa phun trào tuôn ra khi ung đế thiêu đốt thân xác. Khủng khiếp đến nỗi đẩy lùi uy áp của chiêu võ đại đế trong nháy mắt. Sắc mặt ai nấy đều đanh lại khi thấy cảnh này. Chiêu võ đại đế tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng khi thấy ung đế vốn chỉ đang ở cảnh giới khai đạo mà lại có khí tức vượt trội hơn cả bán bộ diệt đạo là ông ta. Ung đế đang thiêu đốt thể xác, nhưng ông ta hiện giờ chỉ mạnh bằng 3, 4 phần so với khi xưa. Vậy thì ông ta ở thời đỉnh cao phải đáng sợ đến mức nào? Đương nhiên là khủng bố vô cùng. Thiên võ thế nhìn mà thấy dại cả người. Chẳng lẽ trên đời thật sự có cường giả khai đạo đánh được với diệt đạo? Người này ở đâu ra mà nghịch thiên thế này? Vu Mã Lạc lần đầu tiên thấy một cường giả cảnh giới khai đạo đáng sợ ngần này, sắc mặt cũng nghiêm trọng không kém. Ung đế hiện giờ tuyệt đối không thua kém gì ông ta vào lúc đỉnh cao. Thật sự là đáng sợ. Nhưng ông ta càng suy nghĩ sâu xa hơn. Cường giả tuyệt thế như vậy, vì sao lại ủng hộ Diệp Quân? Vu Mã Lạc không khỏi quay đầu, nhíu mày nhìn Diệp Quân, trong lòng chợt cảm thấy bất an. Ông ta càng lúc càng cảm thấy việc này có gì bất thường. Trực giác nói rằng thanh niên kiếm tu này có thể có người chống lưng cho. Bên kia, Triều Võ Đại Đế thấy khí thức của mình bị áp đảo thì thoáng giật mình, sau đó cười lên, thú vị lắm. Ông ta vươn tay, vô số ngôi sao chấn động như có thủy triều sôi sùng sục. Ung đế bỗng tung người nhảy tới, lao về phía Triều Võ Đại Đế như một quả cầu lửa hừng hực, đốt cháy con đường đi qua. Nụ cười của Chiêu Võ Đại Đế biến mất, ánh mắt lạnh đi, bước tới tung cú đấm. Nó như một vụ nổ vũ trụ, mang theo ánh sáng chói ngời bùng nổ khiến không ai dám nhìn trực diện. Hàng loạt ngôi sao tắt ngúm khi cú đấm giáng xuống. Sức mạnh khổng lồ tuôn ra đẩy Chiêu Võ Đại Đế lùi lại liên tục. Ung đế thừa thắng xông lên, lại đấm tiếp. Quyền ấn phù văn ngưng tụ từ lửa bùng nổ khiến không ai dám nhìn trực diện. Duỳnh. Tiếng nổ điếc tai vang lên. Chiêu võ đại đế lại bị đánh bay 10.000 trượng. Vô số quyền ấn chút xuống chiêu võ đại đế như mưa rào, mỗi một cú đều khiến ông ta bị đánh bay 10.000 trượng. Hoàn toàn áp đảo. Cảnh tượng này khiến những người khác thấy khó tin. Cảnh giới khai đạo không ở đỉnh cao lại áp đảo được bán bộ diệt đạo. Nghịch thiên. Lý Toại Phong nghiêm giọng nói, ung đế mạnh thật. Nhọ Uyên vừa lùi lại về cạnh Diệp Quân cũng gật đầu, tiếc rằng chúng phải đạo khiển, sức mạnh lại không bằng khi xưa, bằng không thì chiêu võ đại đế kia. Ông ta khẽ liếc mắt nhìn người đang bị áp đảo, chân mày nhíu lại. Chiêu võ đại đế lại bị đánh bay đi, chưa kịp dừng lại đã thấy một cú đấm khác ập tới. Ông ta rú lên một tiếng phẫn nộ, tóc bay rối loạn, một tia sáng đen xuất hiện từ giữa trán. Duỳnh. Quyền mang rực lửa kia vỡ nát, ung đế bị đánh bay mấy nghìn trượng, vừa dừng lại khi nơi đang đứng trở thành biển lửa bốc cháy. Lơ lửng phía trên đầu Chiêu Võ Đại Đế là một thanh trường thương toàn thân đen tuyền như mực. Thần thương Chiêu Võ. Vu Mã Lạc bật thót lên. Thần thương Chiêu Võ. Là bảo vật đứng đầu thời đại Chiêu Võ, đã biến mất theo Chiêu Võ Đại Đế. Ông ta vừa nắm hờ tay lại, nó đã xuất hiện trong tay ông ta. Khí tức Chiêu Võ Đại Đế thay đổi long trời lở đất khi nắm lấy cây thương. Ông ta bước tới, đâm nó ra. Thương mang kéo dài hàng triệu trượng. Quỳnh. Ung đế bị đẩy lùi lại, thân xác đang cháy cũng rạn nứt. Diệp Quân kêu lên, tiền bối, kiếm. Hắn vung tay, đẩy kiếm thanh huyền bay đến chỗ ung đế. Khi ông ta cầm lấy, thanh kiếm khẽ run lên. Một hồi sau. Ung đế thả lỏng nắm tay. Diệp Quân thắc mắc, tiền bối. Ung đế lắc đầu, kiếm này bất phàm nhưng không hợp với đạo của ta, vả lại. Ông ta ngẩng đầu, nhìn Chiêu Võ Đại Đế đầy khinh miệt, đối phó với tên này, không cần dùng thần vật. Ông phóng lên cao, vồ về phía đối thủ như một viên đạn đại bác. Chiêu Võ Đại Đế xoay nhẹ cổ tay, đâm thương tới trước. Vừa đơn giản lại trực tiếp. Thương mang vụn vỡ, sóng xung kích ập tới bốn phương tám hướng như thủy triều. Hai người đồng thời lui lại mấy vạn trượng.
Ung đế lập tức tiếp tục tấn công chiêu võ đại đế. Trận đánh ngày càng kịch liệt. Đăng thiên vực đã bị san bằng thành bình địa. Sau vài hiệp giao thủ, chiêu võ đại đế lại bị áp đảo. Thiên võ thế và những người khác tỏ vẻ khó chịu. Ông ta quay lại nhìn Diệp Quân, cảm thấy nghi ngờ vô cùng. Người đang đánh nhau với chiêu võ đại đế rất mạnh, vậy tại sao lại giúp tên kia? Đến giờ vẫn không nghĩ ra. Đã vậy lại còn rất nhiều cường giả khác đi theo hắn. Trực giác mách bảo rằng tộc thiên võ vừa lôi một người vô cùng đáng sợ vào vòng xoáy này. Nó có thể ảnh hưởng đến tồn vong của cả tộc. Nhưng bây giờ họ đã không còn đường lui, chỉ có thể đi theo chiêu võ đại đế đến cùng. Giọng Vu Mã Hình vang lên trong đầu thiên võ thế, ông muốn giết kẻ này trước. Thiên võ thế liếc sang, gật đầu. Chỉ cần giết Diệp Quân, những người còn lại sẽ tan đàn xẻ nghé. Vu Mã Hình, chúng ta không đủ lực. Thiên võ thế liếc mắt nhìn Lý Toại Phong và những người khác cạnh Diệp Quân. Bọn họ không mạnh bằng Ung đế nhưng cũng không kém. Vu Mã Hình, khởi động đại trận hộ tộc từ xa đi. Thiên võ thế không đáp lại. Đại trận và gọi tổ tiên là con át chủ bài mạnh nhất của các tộc, nếu bây giờ khởi động thì lát nữa hai tộc thiên võ và Vu Mã sẽ không còn gì để nắm chắc. Vu Mã Hình lại nói, trận này chúng ta buộc phải thắng. Thanh niên kia tuy không mạnh bằng chúng ta nhưng thiên phú quá đáng sợ, nếu để hắn đạt tới cảnh giới khai đạo thì hậu bối của chúng ta không phải là đối thủ. Phải diệt trừ hắn để phòng hậu họa. Thiên võ thế nghe vậy thì không chần chừ nữa, khởi động đại trận hộ tộc. Các cường giả tộc thiên võ nghe vậy thì giật mình trước khi kịp phản ứng lại. Tộc trưởng vươn tay để một lệnh bài bay lên cao, tỏa ra ánh sáng tạo thành trận pháp hình tròn, tỏa ra khí tức đáng sợ. Đây là thiên võ trận. Đại trận hộ tộc của cả tộc, để né tránh văn minh thiên hành, bọn họ đã thu nhỏ nó lại, đặt trong những món đồ đặc biệt có thể mang đi và sử dụng bất kỳ lúc nào. Tộc thiên võ vừa khởi động đại trận hộ tộc, cường giả tộc Vu Mã cũng làm theo. Thiên võ tân và Vu Mã Hình nhìn nhau rồi bước vào trong, tự mình điều khiển đại trận. Không ai quen thuộc chúng hơn người đã sáng tạo ra chúng. Lý Toại Phong thấy cảnh này thì biến sắc, cùng hai người khác đứng chắn trước mặt Diệp Quân. Đúng lúc này, Lệ Hàn xuất hiện, tung một phù lục lên cao. Uỳnh! Nó phát ra khí tức hùng hậu rồi ngưng tụ thành hình một ông lão chậm rãi bước ra. Tổ tiên Lệ tộc, Lệ Minh. Ông lão có một thoáng ngạc nhiên, mở miệng hỏi, đông vui dữ. Mọi người! Lệ Hàn cung kính thi lễ, Lệ tộc lâm nguy, mong tổ tiên giúp đỡ. Gã vốn định giữ con bài tẩy này lại, nhưng thấy tộc thiên võ và tộc Vu Mã dùng đại trận thì không dám nữa. Lỡ Diệp huynh bị giết thì Lệ tộc cũng toi đời. Hoàn toàn hết cứu. Lệ Minh nghe vậy thì ngẩn ra, liếc nhìn xung quanh, sắc mặt xa sầm. Có gì đó không đúng. Lệ Minh nói, ta muốn biết mọi chuyện. Lệ Hàn chần chừ trước khi nói sơ qua. Lệ Minh nghe xong thì nhìn Diệp Quân chằm chằm. Thiên võ tân ở nơi xa cười lên, Lệ Minh, ngươi muốn liều chết với ác đạo Minh và chiêu võ đại đế vì một thằng danh không rõ lai lịch à? Chiêu võ đại đế. Ác đạo Minh. Sắc mặt Lệ Minh biến xấu, cả người dại đi. Chiêu võ đại đế là nhân vật truyền thuyết của vũ trụ chiêu võ đã đành, lại còn thêm ác đạo Minh. Lệ Minh quắc mắt chừng Lệ Hàn, trong lòng chửi thằng này dám đánh cược mạo hiểm như vậy sao? Lại còn cược kèo dưới. Gan tài trời. Thấy tổ tiên im lặng, trái tim Lệ Hàn trùng xuống. Nếu Lệ Minh trở mặt thì gã cũng chỉ đành tiễn tổ tiên đi một đoạn cuối cùng. Chuyện có liên quan đến tương lai Lệ tộc, cho dù là tổ tiên, dám ngăn cản cũng phải chết. Mẹ nó. Muốn thành công thì phải tế lão tổ. Không thể không nói lúc này Lệ Hàn vẫn rất lo lắng. Vì một khi tiên tổ của gã phản bội giữa chừng thì những việc làm của gã và Lệ tộc lúc trước đều sẽ hóa thành hư vô, hơn nữa thiện duyên cũng sẽ lập tức biến thành ác duyên. Đây là điều gã không thể chấp nhận được. Thấy Lệ Minh còn hơi do dự, thiên võ thế ở phía xa vội khuyên, Lệ Minh, con cháu đời sau của Lệ tộc ông không biết nhìn người nên đưa ra lựa chọn sai lầm. Nếu ông còn không xoay chuyển tình thế, quay đầu là bờ, thì hôm nay Lệ tộc của ông cũng sẽ sụp đổ. Vu Mã Lạc cũng nhân cơ hội nói, Lệ Minh, bây giờ ông quay đầu là bờ vẫn còn chưa muộn. Lệ Minh im lặng,
ông ta vẫn luôn quan sát Diệp Quân, thiếu niên trước mắt thật sự rất không tầm thường, nhưng lại không đặc biệt đến mức khiến ông ta cảm thấy kinh ngạc, ít nhất ngoài mặt là như thế. Con cháu đời sau của ông ta bị ngu sao? Lệ Minh quay đầu nhìn Lệ Hàn ở cách đó không xa, ông ta không cho rằng con cháu của mình ngu xuẩn, còn trẻ như thế đã là cao thủ khai đạo sao có thể ngu xuẩn được. Lệ Minh đột nhiên bật cười, ông ta cần suy nghĩ nhiều thế làm gì? Con cháu có phúc của con cháu, ông ta đã là một người của quá khứ, dù hôm nay lựa chọn của con cháu là sai lầm, ông ta có thể chỉnh đốn lại, nhưng sau này thì sao? Nếu như thế còn không bằng tin tưởng con cháu, về phần là phúc hay họa thì chỉ có thể xem ý trời thôi. Nghĩ vậy, Lệ Minh xoay người nhìn về phía Thiên Võ Thế kia, cười nói, Thiên Võ Thế, không ngờ mấy ông già chúng ta đã chết rồi vẫn phải lo lắng cho con cháu đời sau, đúng là khổ quá. Dường như Thiên Võ Thế đã biết sự lựa chọn của Lệ Minh, lập tức trầm giọng nói, Lệ Minh, ông chắc chứ? Lệ Minh cười chỉ về phía Lệ Hàn ở cách đó không xa, ta tin tưởng hậu bối này của mình, vẫn còn trẻ đã có sự quyết đoán như thế, còn có thể được toàn bộ lệ tộc của ta ủng hộ, ta coi trọng hắn. Nghe vậy, Lệ Hàn ở cách đó không xa nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lão tổ vẫn là lão tổ. Sắc mặt Thiên Võ Thế vô cùng u ám. Lệ Minh cười to nói, Thiên Võ Thế, chiến đấu thêm lần nữa, một lần cuối cùng, ha ha. Dứt lời, ông ta biến thành một tia sáng lao về phía Thiên Võ Thế. Trong nháy mắt, Lệ Minh đã xông thẳng vào trong trận pháp bảo vệ của tộc Thiên Võ. Thiên Võ Thế không thể làm gì khác, chỉ đành bỏ qua Diệp Quân, tập trung đối phó với Lệ Minh trước mắt. Ở một nơi khác, Vũ Mã Hình điều khiển trận pháp của nhà mình, những uy áp diệt thế đáng sợ liên tục tuôn trào từ trong trận pháp. Lý Toại Phong đi tới trước mặt Diệp Quân, ông ta mở lòng bàn tay, hai thanh ý kiếm phóng lên cao, ngay sau đó, hai thanh kiếm tựa như tia điện xẹt qua chân trời, chém thẳng về phía Vu Mã Hình. Trong mắt Vu Mã Hình đang đứng ở trung tâm trận pháp có sát khí lóe lên, ông ta giơ cao tay phải, sau đó đánh một chưởng xuống. Oanh! Những tia sáng trắng đáng sợ thoáng chốc tuôn trào từ trong trận pháp kia, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ lấy hai thanh phi kiếm của Lý Toại Phong. Trận pháp này vốn là lá bài tẩy mạnh mẽ nhất của tộc Vu Mã, mà lúc này còn do Vu Mã Hình tự mình điều khiển, đương nhiên uy lực còn hơn cả trước đây. Thấy uy lực của trận pháp này mạnh như thế, sắc mặt mấy người nhóm Lý Toại Phong đều thay đổi, Lý Toại Phong lập tức muốn dẫn Diệp Quân lùi lại, nhưng lúc này, Diệp Quân đột nhiên biến thành một tia kiếm quang xông lên. Lý Toại Phong hoảng hốt muốn ngăn cản, nhưng tốc độ của Diệp Quân thật sự quá nhanh, chỉ trong nháy mắt đã tới trước vùng sáng trắng kia. Diệp Quân cầm kiếm bằng hai tay chém mạnh xuống. Xoẹt. Chiêu kiếm đánh vỡ vùng sáng trắng kia, cùng lúc đó Diệp Quân mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên bay tới khu vực trận pháp. Kiếm Thanh Huyên rung mạnh. Oanh. Vô số kiếm quang bộc phát, trận pháp của tộc Vu Mã ầm ầm vỡ tan. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Trận pháp này có thể phá vỡ dễ dàng như thế sao? Vu Mã Hình ở trung tâm trận pháp cũng rất khó tin, ông ta biết rõ uy lực trận pháp của gia tộc mình nhất, lúc trước nó còn từng đấu với cả nền văn minh thiên hành, dù không chống lại được nhưng chắc chắn người bình thường cũng không thể nào phá vỡ nó. Mà lúc này trận pháp ông ta sáng tạo ra lại vô cùng yếu ớt trước mặt Diệp Quân. Phá vỡ chỉ bằng một kiếm. Cái quái gì vậy? Vu Mã Hình nhanh chóng chú ý tới kiếm Thanh Huyên trên tay Diệp Quân, ông ta nhìn chằm chằm thanh kiếm. Ông ta biết có liên quan đến nó, nhưng điều khiến ông ta thấy nghi ngờ là thanh kiếm gì lại có thể phá hủy trận pháp do ông ta sáng tạo ra một cách dễ dàng như thế. Không chỉ Vu Mã Hình mà mấy người nhóm Lý Toại Phong đều khá khiếp sợ, thanh kiếm này của Diệp Thiếu thật sự hơi vô địch. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía bên kia, lúc này trận chiến giữa Ung Đế và Chiêu Võ Đạo Đế kia đã trở nên rất kịch liệt, thời không nơi hai người họ giao chiến đã trở nên mơ hồ không thể nhìn rõ. Trong mắt Diệp Quân lộ vẻ lo lắng. Không chỉ Diệp Quân mà mấy người nhóm Lý Toại Phong cũng hơi lo lắng, dù khi nãy Ung Đế đã trấn áp Chiêu Võ Đạo Đế kia, nhưng rõ ràng Chiêu Võ Đạo Đế còn đang giữ sức, nếu đối phương sử dụng toàn lực. Rắc. Vào lúc mọi người đang suy nghĩ, thở không mơ hồ phía xa kia chợt nứt ra như gương, sau đó một bóng người liên tục lùi lại mấy nghìn trượng. Mọi người vội tập trung nhìn lại, khi thấy rõ người lùi lại thì một bên vui. Một bên buồn.
buồn là bên phía ác đạo minh. Vì người lùi lại chính là chiêu võ đạo đế. Sắc mặt Phù Mã Hình vô cùng u ám, chiêu võ đạo đế này bị làm sao thế? Đến lúc này còn muốn tiếp tục che giấu thực lực của mình. Tộc Phù Mã dốc toàn bộ lực lượng đến giúp đỡ, nếu có sơ suất. Nghĩ tới đây, sắc mặt Phù Mã Hình trở nên nặng nề. Mà ở một nơi khác, khi nhìn thấy cảnh này, quan đế sợ đến mức hết hồn hết vía, ông ta biết thực lực của chiêu võ đạo đế, nhưng ông ta không ngờ người đàn ông áo đen bí ẩn kia lại có thể áp chế được chiêu võ đạo đế. Trận chiến này hơi khó đoán. Quan đế ngẩng đầu nhìn Diệp Quân phía xa, trong lòng thầm thấy vui mừng vì khi nãy không xung phong. Còn Thiên Võ Tần ở ngay cạnh ông ta thì mang sắc mặt vô cùng khó coi, khi nhìn thấy chiêu võ đạo đế bị áp chế, trong lòng cô ta dâng lên cảm giác bất an. Lúc này, cô ta có rất nhiều suy nghĩ trong đầu. Ví dụ như vì sao cao thủ có tên Ung Đế kia lại cố hết sức giúp đỡ Diệp Quân. Còn có cả Lệ Hàn nữa, vì sao gã muốn dốc hết toàn bộ lực lượng của gia tộc để giúp đỡ Diệp Quân này. Những người này đều không có não sao. Dù trong đầu xuất hiện rất nhiều giọng nói khác nhau, nhưng Thiên Võ Tân nhanh chóng gạt hết đi. Sống trên đời rất nhiều liều không cần lý trí, không cần suy nghĩ quá nhiều, cứ ra tay thôi. Sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng, suy nghĩ của mọi người bị kéo trở về, đồng loạt nhìn về phía khu vực chiến trường. Chiêu võ đạo đế lùi gần 10.000 trượng một lần nữa, ông ta vừa dừng lại, thanh trường thương đen như mực của ông ta đã lập tức nứt ra. Quanh người Ung Đế ở phía xa có ngọn lửa hừng hực cháy lên, khí thế vô cùng điên cuồng như một chiến thần không thể địch nổi. Chiêu võ đạo đế đột nhiên cười khẽ, thú vị, đúng là thú vị. Dứt lời, ông ta đột nhiên buông thương chiêu võ xuống, sau đó tiến về phía trước một bước. Oanh! Sau bước chân này, khí thế của ông ta thoáng chốc tăng vọt, chỉ trong nháy mắt, một uy áp đáng sợ đã càn quét toàn bộ Đăng Thiên Vực. Lúc này tất cả cao thủ xung quanh đều bị uy áp đáng sợ này trấn áp, một vài cao thủ cảnh giới khai đạo còn yếu còn quỳ hẳn xuống đất. Tất cả mọi người đều hoảng sợ. Diệt đạo! Đối mặt với Ung Đế càng đánh càng mạnh, cuối cùng chiêu võ đạo đế cũng không che giấu thực lực nữa, lựa chọn bước ra một bước cuối cùng. Một bước diệt đạo. Sắc mặt mấy người nhóm Diệp Quân ở phía xa cũng rất nặng nề, uy áp kia như vô số ngọn núi lớn đè vào lòng họ, khiến họ không thở nổi. Trong tất cả những đối thủ, ngoài Tịnh Tông chủ của quá khứ Tông, đây là uy áp mạnh nhất mà hắn từng gặp phải. Diệt đạo. Cái này đã vượt qua khai đạo, đạt đến một cấp bậc khác rồi. Lúc này sắc mặt mấy người nhóm Lý Toại Phong cũng trở nên nặng nề chưa từng có, khi chiêu võ đạo đế bước ra bước cuối cùng kia, hai bên đều đã không cùng một đẳng cấp nữa rồi. Áp chế cảnh giới. Còn Thiên Võ Tân thì khác, khi nhìn thấy chiêu võ đạo đế bước ra bước cuối cùng, cô ta lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là diệt đạo. Nếu là diệt đạo thì trên đời này còn ai là đối thủ của ông ta nữa? Thiên Võ Tân hờ hững nhìn thoáng qua Diệp Quân ở phía xa, không tức giận, không đắc ý mà chỉ có xem thường, trong mắt cô ta, mấy người nhóm Diệp Quân bây giờ giống như một đám hề vậy. Châu chấu đá xe. Dù có dẫy dụa thế nào thì cuối cùng vẫn là phí công. Chiêu võ đạo đế ở phía xa đột nhiên tiến về phía trước một bước, chỉ một bước, một uy áp đáng sợ đã khiến Ung Đế lùi lại 10 vạn trượng, khi dừng lại, khóe miệng ông ta có một dòng máu tươi chậm rãi chảy xuống. Chỉ với một uy áp. Thấy cảnh này, sắc mặt nhóm Lý Toại Phong lập tức trở nên vô cùng khó coi. Chiêu võ đạo đế này đã vượt qua khai đạo, không cùng một đẳng cấp với họ nữa rồi. Chiêu võ đạo đế chậm rãi đi về phía Ung Đế, ông ta cười nói, không thể không nói ông thật sự rất lợi hại, trong những cao thủ khai đạo ta từng gặp, chắc chắn ông chính là người đứng đầu, nếu có cơ duyên, thậm chí ông còn có thể đạt tới trên khai đạo, tiếc là ông chọn sai rồi. Rất nhiều lúc giới hạn của đời người thường được quyết định bởi sự lựa chọn của mình. Nói xong, ông ta nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo xốc xếch, sau đó lại cười nói, thế này đi, ta cho ông một cơ hội lựa chọn nữa, nếu ông chịu phục tùng, hôm nay ta sẽ không giết ông. Phục tùng. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Ung Đế. Cả Diệp Quân cũng thế. Ung Đế lau đi máu tươi trên khóe miệng. Ông ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chiêu võ đạo đế, tỷ tỷ của ta từng nói với ta hai câu, ta vẫn luôn nhớ rõ,
câu thứ nhất là muốn ta thành công, câu thứ hai là sau này nhất định phải sống có khí phách. Triệu Võ Đạo Đế cười to, ta sẽ giúp ông có khí phách. Dứt lời, ông ta siết chặt tay phải, một khí thế đáng sợ thoáng chốc tập trung lại từ trong thiên địa. Diệt đạo. Tất cả mọi người hoảng hốt vội vàng lùi lại, cách xa nơi này, có vài người còn chạy hẳn ra khỏi Đăng Thiên Vực. Lúc này, toàn bộ Đăng Thiên Vực đã trở thành khu vực cấm. Cao thủ bên ngoài không khỏi hoảng sợ. Ung đế đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Quân phía xa, Diệp công tử, nếu tỷ tỷ của ta đã chuyển kiếp sống lại thì xin cậu giúp ta quan tâm tỷ ấy, đừng nói với tỷ ấy những chuyện của kiếp trước, kể cả ta, kiếp trước quá khổ sở, không có gì tốt đẹp cả, ta cũng không đáng để tỷ ấy nhớ tới. Dứt lời, ông ta đột nhiên xoay người. Oanh! Lại một ngọn lửa bùng lên từ trong người ông ta. Thiêu đốt linh hồn. Thấy ung đế thiêu đốt linh hồn, tất cả mọi người xung quanh đều thay đổi sắc mặt. Rõ ràng là ông ta muốn liều mạng. Có thể nói là rất nhiều người đang có mặt đều rất kính nể ung đế, thực lực cảnh giới khai đạo chiến đấu với cao thủ diệt đạo, sự can đảm và quyết đoán này thật sự rất đáng sợ. Đương nhiên mọi người cũng thấy khá tiếc nuối, vì ung đế này chúng phải đạo khiển, thực lực chỉ còn 3-4 phần so với thời kỳ đỉnh cao, nếu thực lực của ông ta đang trong giai đoạn đỉnh cao thì đừng nói là thật sự không có khả năng khai đạo đấu với diệt đạo. Sau khi thiêu đốt linh hồn, khí thế của ung đế lập tức tăng vọt, khí thế mạnh mẽ ùn ùn kéo đến rồi lan ra khắp đất trời, nhưng dù là thế, khí thế của ông ta vẫn bị khí thế của Chiêu Võ Đạo Đế trấn áp. Đây chính là cảnh giới diệt đạo. Thấy khí thế của ung đế bị trấn áp, dường như Diệp Quân ở phía xa nghĩ đến điều gì đó nên hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía bia đá phía trên trời, hắn chắp tay nói, tiền bối, xin ngài nể mặt nhà họ Dương của ta, giải trừ đạo khiển trên người ung đế tiền bối, coi như nhà họ Dương của ta nợ ơn ngài. Hắn không dám chắc đại đạo hiện hữu có ở trên cửu trọng thiên hay không, nhưng hắn muốn thử xem sao. Giải trừ đạo khiển. Nghe thấy lời của Diệp Quân, nét mặt những người xung quanh đều trở nên kỳ lạ. Thiên Võ Tân trong tử quán cất giọng châm chọc, giải trừ đạo khiển. Ngươi cho rằng nhà họ Dương các ngươi là ai mà đại đạo hiện hữu lại phải nể mặt. Đúng là một trò cười, ta. Oanh. Đúng vào lúc này, ung đế kia đột nhiên run rẩy dữ dội. Trong nháy mắt, một năng lượng hắc ám bí ẩn bắn ra từ trong cơ thể ông ta, sau đó tan biến trong đất trời. Đạo khiển được giải trừ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều hóa đá. Thật sự giải trừ rồi à? Mẹ kiếp! Khi nhìn thấy cảnh này, hai mắt quan đế trợn to như chuông đồng, trong lòng như có 100.000 con ngựa đang lao nhanh. Con mẹ nó! Đại đạo hiện hữu thật sự nể mặt người này. Sao có thể chứ? Lúc này, Thiên Võ Tân tỏ vẻ khó tin lẩm bẩm, sao có thể, chuyện này hoàn toàn không có khả năng, hắn ta chỉ là một kẻ đến từ một vũ trụ cấp thấp, sao có thể để đại đạo hiện hữu phải nể mặt được? Chẳng lẽ đại đạo hiện hữu này có vấn đề về đầu óc? Quan đế cau mày nhìn thoáng qua Thiên Võ Tân ở bên cạnh, hình như người phụ nữ này có vấn đề gì đó, ông ta vội vàng di chuyển đi xa mấy nghìn trượng, cách xa Thiên Võ Tân. Mà Thiên Võ Tân đang đứng đó vừa mới nói xong thì có một tia lôi điện đột nhiên đánh xuống từ trên trời. Oanh! Thiên Võ Tân còn chưa kịp phản ứng đã bị lôi điện kia đánh trúng, thân thể vỡ tan, chỉ còn lại linh hồn. Thiên Võ Tân! Thấy cảnh này, mí mắt quan đế khẽ giật, mồ hôi lạnh tuôn rơi, mẹ kiếp, cũng may là chạy nhanh, khi nãy ông ta đứng rất gần Thiên Võ Tân, nếu không chạy đi thì e rằng ông ta cũng bị đánh trúng rồi. Thật ra thực lực càng mạnh, địa vị càng cao thì càng có nhiều lời không thể nói bừa, mỗi câu đều sẽ có nhân quả. Thực lực yếu không ai quan tâm đến ngươi, nhưng sau khi thực lực và địa vị tăng lên thì khác, mỗi câu nói của ngươi đều sẽ có nhân quả, thậm chí là bị người khác nói quá lên một cách không có giới hạn. Vì thế tu vi và địa vị càng cao thì càng phải nói năng cẩn trọng. Sau khi đạo khiển được giải trừ, khí thế của ung đế ở phía xa thoáng chốc tăng vọt. Lúc này, ông ta đã trở lại thời kỳ đỉnh cao của mình. Ung đế chậm rãi nhắm mắt lại, những khí thế đáng sợ liên tục dâng trào từ trong cơ thể của ông ta, lúc này những khí thế này không hề thua kém khí thế của Chiêu Võ Đạo Đế kia chút nào. Thấy thế, mọi người không khỏi khiếp sợ. Khí thế của cảnh giới khai đạo lại không thua kém diệt đạo. Sao có thể chứ?
Triệu Võ Đạo Đế ngẩng đầu nhìn lên cửu trọng thiên, sau đó lại nhìn về phía Ung Đế, ông ta nở nụ cười, thú vị đấy. Dứt lời, trong mắt ông ta có ánh sáng lạnh lóe lên, tay phải ông ta nắm chặt lại, sau đó đánh một quyền nhằm vào Ung Đế từ phía xa. Diệt Thế Quyền. Đây là quyền pháp ông ta sáng tạo ra vào năm đó khi lần đầu tiên bước vào diệt đạo, nắm đấm đánh ra, diệt thế diệt đạo. Khi Triệu Võ Đạo Đế đánh ra cú đấm này, tất cả mọi người xung quanh đều hoảng hốt vội vàng chạy khỏi Đăng Thiên Vực đã biến thành một hố đen đen kịt. Mấy người nhóm Lý Toại Phong cũng vội vàng đưa Diệp Quân rời khỏi Đăng Thiên Vực, vì sức mạnh Ung Đế và Triệu Võ Đạo Đế bộc phát lúc này thật sự quá kinh khủng, bây giờ dù là cao thủ diệt đạo cảnh cũng không dám ở lại Đăng Thiên Vực này. Quá đáng sợ. Diệp Quân siết chặt hai tay nhìn chằm chằm khu vực đó, máu huyết trong người đang sôi trào, đại chiến thế này mới là đại chiến chấn động đất trời. Ung Đế đứng đối diện Triệu Võ Đạo Đế hít sâu một hơi, ông ta chậm rãi siết chặt tay phải, lúc này ông ta đã trở lại thời kỳ đỉnh cao rồi. Diệt thế. Ung Đế chậm rãi mở mắt nhìn về phía Triệu Võ Đạo Đế kia, trong mắt không chứa đựng chút sợ hãi nào. Nắm đấm di chuyển theo trái tim. Đánh ra một quyền. Chỉ là một cú đấm đơn giản. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ Đăng Thiên Vực đã bị vô số quyền mang bao phủ, khí thế đáng sợ càn quét chư thiên vạn giới như sóng triều, tinh hà nơi nó đi qua đều sụp đổ. Tất cả cao thủ vừa rút lui vừa tỏa sức mạnh của mình ra để chống lại những dư chấn sức mạnh đáng sợ kia. Ngay sau đó, toàn bộ Đăng Thiên Vực truyền tới những tiếng nổ đáng sợ, sóng xung kích lực lượng mạnh mẽ liên tục lan rộng khắp xung quanh, cực kỳ kinh khủng. Khai đạo chiến đấu với diệt đạo. Khi nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều hơi khó tin. Càng tiến về phía trước muốn chiến đấu vượt cấp sẽ càng khó, vì người có thể lên đến diệt đạo đều là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt, có rất nhiều vũ trụ suốt cả một vòng đời cũng không thể có được một người như thế, đừng nói là diệt đạo mà cao thủ khai đạo cũng rất hiếm có ở vũ trụ hiện hữu này. Mà người có thể đạt tới diệt đạo càng hiếm có hơn. Cao thủ cấp bậc này bị người khác chiến đấu vượt cấp có ý nghĩa thế nào? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Ung Đế kia. Lúc này không ai cảm thấy Triệu Võ Đạo Đế đáng sợ, chỉ cảm thấy Ung Đế đáng sợ. Khai đạo khiêu chiến diệt đạo. Đây là chuyện hàng tỷ năm cũng khó thấy được. Ầm ầm. Những tiếng nổ liên tục vang lên ở phía xa, sức mạnh bộc phát ra từ hai người đã khiến vô số tinh vực xung quanh Đăng Thiên Vực sụp đổ. Cũng may khi nãy lúc bắt đầu chiến đấu, cao thủ của tinh vực xung quanh cũng đã rút lui. Có một điều đáng nói là dù hai người đều đã khôi phục sức chiến đấu đỉnh cao của mình nhưng vẫn không thể dung chuyển bia đá Đăng Thiên kia. Rất nhiều người đều chú ý tới điều này. Đại đạo hiện hữu. Dù bây giờ sức ảnh hưởng của đại đạo hiện hữu chỉ còn lại ở Đăng Thiên Vực, nhưng xem ra người đời vẫn đánh giá quá thấp thực lực của nó. Đương nhiên lúc này những người đa mưu đều đang suy nghĩ vì sao đại đạo hiện hữu này lại nể mặt Diệp Quân. Không bình thường chút nào. Người suy nghĩ nhiều nhất trong đó chính là Quan Đế, ông ta vẫn luôn âm thầm quan sát Diệp Quân, lúc này ông ta càng cảm thấy thiếu niên này không đơn giản, thiếu niên có khí chất tài hoa, khí thế hiên ngang, không giống phàm phu tục tử tầm thường, đương nhiên quan trọng nhất không phải bề ngoài mà là đại đạo hiện hữu lại nể mặt hắn. Kỳ quái. Quan Đế nhìn quan tài sau lưng mình, quan tài này là dùng để ra oai chứ không phải thật sự dùng để chôn bản thân. Lúc này ông ta đã chuẩn bị chuồn rồi. Sắc mặt Thiên Võ Thế và Vu Mã Hình lúc này cũng vô cùng khó coi tựa như cùng nhau vào mồ vậy. Thứ nhất bọn họ không ngờ Ung Đế lại có thể chiến đấu với cao thủ diệt đạo bằng cảnh giới khai đạo. Chuyện này rất kỳ quái. Vì ở thời đại của bọn họ cũng chưa từng gặp người lợi hại như thế bao giờ. Không chỉ chưa từng gặp mà thậm chí còn chưa từng nghe nói tới. Lúc bọn họ đạt đến diệt đạo thì một vài cao thủ cảnh giới khai đạo thậm chí còn không có sức đánh trả trước mặt bọn họ. Mà bây giờ Ung Đế này lại chiến đấu với cao thủ diệt đạo bằng cảnh giới khai đạo. Quan trọng nhất là bọn họ biết Triệu Võ Đạo Đế kia là cao thủ diệt đạo chân chính, mà như thế lại càng đáng sợ hơn. Thứ hai, bọn họ không ngờ đại đạo hiện hữu lại nể mặt Diệp Quân giải trừ đạo khiển trên người Ung Đế. Chuyện này quá kỳ quái. Đại đạo hiện hữu là một tồn tại như thế nào? Đây là đại đạo tối cao của toàn bộ vũ trụ hiện hữu, vậy mà nó lại nể mặt Diệp Quân.
lúc này bọn họ ngày càng thấy lo lắng hơn. Dù hiện tại Ung Đế không yếu thế trước Chiêu Võ Đạo Đế, nhưng mấy người nhóm Lý Toại Phong cũng không thấy vui mà còn lo lắng hơn. Vô cùng lo lắng. Lúc này Ung Đế thật sự không phân cao thấp với Chiêu Võ Đạo Đế kia, nhưng họ đều biết rõ hiện tại Ung Đế đang thiêu đốt thân thể và linh hồn của mình. Nếu Ung Đế không thể giết chết Chiêu Võ Đạo Đế trong một khoảng thời gian ngắn thì cuối cùng chắc chắn Ung Đế vẫn là người thua, dù sao thì ông ta cũng không thể kéo dài thời gian được. Quan trọng nhất là sau lưng Chiêu Võ Đạo Đế này còn có Ác Đạo Minh. Tình thế vẫn bất lợi với họ. Lý Toại Phong và Nhạo Uyên nhìn nhau, trong mắt hai người đều tràn đầy nỗi lo lắng, nhưng cả hai đều không có lựa chọn rút lui. Nếu không nhờ Diệp Quân họ hoàn toàn không thể rời khỏi Cửu Trọng Thiên này, họ sẽ bị nhốt đến chết, mà Diệp Quân đã cứu họ ra ngoài, nói theo lời của họ lúc trước thì là ơn cứu mạng dù có chết cũng phải đền đáp. Bây giờ hai người đều đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Ngay lúc này, phía xa đột nhiên bộc phát ra những tia quyền mang đáng sợ một lần nữa, sau đó Ung Đế và Chiêu Võ Đạo Đế đồng thời liên tục lùi lại. Lần này, hai người đã lùi lại tận mấy chục vạn trượng. Ngoài bia đá đăng thiên kia, tất cả mọi thứ ở đăng thiên vực đều bị đánh tan, mọi người xung quanh cũng hoàn toàn cách xa khu vực này, dù cách rất xa nhưng mọi người vẫn có thể theo dõi chiến trường này, dù sao đều không phải cao thủ tầm thường, thị lực đương nhiên phải hơn hẳn người bình thường rồi. Sau khi dừng lại, Ung Đế chậm rãi nắm chặt hai tay, ngọn lửa quanh người tựa như ánh mặt trời chói chang, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Khí thế của ông ta còn đang điên cuồng tăng vọt như không có điểm cuối. Quanh người Chiêu Võ Đạo Đế ở phía xa cũng tản ra những hơi thở mạnh mẽ đáng sợ, hơn nữa hơi thở của ông ta còn là hơi thở hủy diệt rất đáng sợ, nhưng lúc này hơi thở của Ung Đế kia cũng không thua kém ông ta chút nào. Chiêu Võ Đạo Đế nhìn chằm chằm Ung Đế, lúc này ánh mắt của ông ta nặng nề hơn trước đó một chút. Bất ngờ. Vô cùng bất ngờ. Ông ta không ngờ mình đã bước ra một bước cuối cùng mà vẫn không thể giết chết được Ung Đế. Khai đạo chiến đấu với diệt đạo. Đây gần như là chuyện không thể nào. Mà lúc này ông ta lại gặp phải. Chiêu Võ Đạo Đế nhìn xung quanh, lúc này tất cả mọi người đều đang theo dõi trận chiến giữa họ. Sở dĩ ông ta gọi nhiều người quen cũ đến như thế là muốn cho những người đó nhìn thấy sự huy hoàng của ông ta. Nhưng tình hình bây giờ không ổn lắm. Chiêu Võ Đạo Đế chậm rãi ngẩng đầu nhìn Ung Đế phía xa bằng ánh mắt chứa đựng sát khí, ông ta không thèm nhiều lời, đột nhiên biến thành một tia quyền mang biến mất. Mà gần như cùng lúc này, Ung Đế phía xa cũng đột nhiên biến mất. Oanh! Hai quyền mang vừa tiếp xúc đã tựa như hai hành tinh va vào nhau, một cơn sóng xung kích chứa đựng lực lượng hủy diệt đất trời lan rộng ra, chấn động đến mức hai người liên tục lùi lại, sau khi dừng lại hai người lại lao vào nhau một lần nữa. Một tiếng nổ lập tức vang vọng khắp vô số vũ trụ tinh vực. Khiến nhiều người thấy đinh tai nhức óc. Nhóm người Lý Toại Phong đều vội sử dụng kiếm ý và huyền khí của mình để ngăn cản, kể cả Thiên Võ Thế và Vu Mã Hình cũng phải lùi về phía sau. Nếu đang ở thời kỳ đỉnh cao thì đương nhiên bọn họ sẽ không sợ, nhưng bây giờ thực lực của bọn họ đang kém xa thời điểm mạnh nhất. Lúc này Lệ Minh ở bên kia đang rất tò mò về Diệp Quân. Diệp Quân có thể được nhiều cao thủ giúp đỡ như thế là một chuyện quá kỳ lạ. Đương nhiên điều kỳ lạ nhất là trước đó Diệp Quân bảo đại đạo hiện hữu giải trừ đạo khiển trên người Ung Đế. Đại đạo hiện hữu còn thật sự nể mặt. Kỳ quái. Lệ Minh rời mắt khỏi Diệp Quân, sau đó nhìn về phía Lệ Hàn, không thể không nói đứa cháu này của ông ta rất giỏi. Ha ha. Lúc này, Ung Đế ở phía xa đột nhiên bật cười. Tất cả mọi người đều nhìn về phía ông ta. Ung Đế chậm rãi đi về phía Chiêu Võ Đạo Đế, cười to nói, thì ra diệt đạo chỉ như vậy thôi à. Diệt đạo chỉ như vậy thôi à. Nghe thấy lời của Ung Đế, tất cả mọi người đang có mặt đều im lặng. Không ai cảm thấy Ung Đế đang ngông cuồng. Ông ta có tư cách này. Chiêu Võ Đạo Đế nhìn chằm chằm Ung Đế, đang định đáp lời thì Ung Đế đột nhiên nắm chặt hai tay. Oanh! Một khí thế hủy diệt đất trời thoáng chốc dâng trào từ trong cơ thể Ung Đế, sau đó bao phủ lên vô số vũ trụ tinh vực. Mọi người đều thấy hoảng hốt. Vì khí thế này đã không còn bình thường nữa. Ông ta!
Thiên Võ Thế ở phía xa run rẩy nói, ông ta sắp đột phá, sắp đạt tới diệt đạo rồi. Đột phá. Nghe thấy lời của Thiên Võ Thế, những người đang có mặt đều sửng sốt. Người này đánh nhau một lúc lại muốn đột phá. Thiên Võ Tân kia thì thoáng chốc như bị sét đánh, suýt thì không còn sức lực ngã sụi lơ dưới đất. Ung đế mới chỉ ở cảnh giới khai đạo đã đáng sợ như vậy, nếu để ông ta đạt tới diệt đạo thì sẽ thế nào nữa? Mà lúc này, Triều Võ Đạo Đế kia hơi ngơ ngác. Cứ thế đột phá ư? Triều Võ Đạo Đế tỏ vẻ khó tin, lúc này vẻ ung dung trong mắt ông ta cũng không còn nữa. Khí thế của ung đế điên cuồng tăng lên. Thế không thể đỡ, chấn áp đại đạo đất trời. Nhưng lúc này chợt có hiện tượng lạ xuất hiện, trong bát trọng thiên kia đột nhiên có tiếng kiếm reo vang vọng, sau đó một thanh kiếm đỏ như máu đột nhiên bay ra, trong nháy mắt đã chém tới trước mặt ung đế. Con người ung đế chợt co lại, hai tay nắm chặt, tất cả khí thế biến thành một tấm chắn ngăn cản trước người. Thanh kiếm bị ngăn lại, nhưng sau đó nó lại rung động dữ dội, tiếp theo, thanh kiếm đâm rách lá chắn kia rồi lao thẳng về phía ngực của ung đế, cố định ông ta lại tại chỗ. Trước cửa đá ở bát trọng thiên có một cô gái trên người tản ra lôi kiếp đáng sợ đỏ như máu chậm rãi bước ra. Tam điện chủ ác đạo. Không biết người nào hô lên. Diệt đạo. Lại một cao thủ diệt đạo nữa tới. Diệt đạo. Tất cả mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía lối ra của bát trọng thiên, ở nơi đó có một cô gái mặc áo choàng đỏ như máu đang đứng, áo màu đỏ tươi, trên người quẩn quanh lôi kiếp màu máu, trong đôi mắt có huyết lôi bao trùm, trông vô cùng hung ác. Tam điện chủ ác đạo. Nhóm người Nhã Uyên đều hoảng hốt. Lại một cao thủ diệt đạo nữa tới. Lúc này không biết Diệp Quân đã lao tới bên cạnh ung đế từ bao giờ, hắn nâng tay phải cầm lấy thanh kiếp kiếm đỏ như máu kia, nhưng vừa mới chạm vào thanh kiếm đã bị một sức mạnh lôi kiếp đáng sợ làm chấn động đến mức lùi lại cả nghìn trượng. Diệp Quân đang muốn tiến lên một lần nữa nhưng lại bị ung đế ngăn cản, Diệp Thiếu đừng đến gần, cậu bây giờ không thể chống lại sức mạnh này đâu. Diệp Quân vô cùng lo lắng dừng bước, hắn vội mở lòng bàn tay ra, kiếm thanh huyên bay thẳng đến bên cạnh ung đế, tiền bối, ông có thể mượn sức mạnh thanh kiếm này của ta. Ung đế nhìn kiếm thanh huyên trước mặt, ông ta cũng không từ chối, giơ tay cầm lấy kiếm thanh huyên. Oanh! Vào khoảnh khắc cầm lấy kiếm thanh huyên, con người ông ta chợt co lại, sau đó tay phải của ông ta dùng sức chém mạnh về phía thanh kiếp kiếm trước mặt. Kiếm chém xuống, thanh kiếp kiếm đỏ như máu lập tức vỡ tan, biến thành những năng lượng màu máu bị đánh bay ra. Thấy thế, ung đế nhìn về phía kiếm thanh huyên bằng nét mặt nặng nề. Tất cả mọi người bên phía Diệp Quân đều xuất hiện bên cạnh ung đế. Ung đế trầm giọng nói, Diệp tiểu hữu, thanh kiếm này quá mạnh, vẫn nên dùng cẩn thận thì tốt hơn, dùng nhiều chắc chắn sẽ có suy nghĩ lệ thuộc vào nó, ảnh hưởng đến bản tâm, ảnh hưởng đến sự thuần túy của mình. Diệp Quân gật đầu, vãn bối xin nhớ kỹ lời của tiền bối. Dứt lời, hắn lấy một quả đạo linh ra đưa cho ung đế, tiền bối chữa thương trước đã. Ung đế cũng không từ chối, ông ta ăn quả đạo linh vào, sau đó trả kiếm thanh huyên lại cho Diệp Quân. Diệp Quân muốn nói lại thôi. Ung đế hiểu ý Diệp Quân, lập tức nói, cũng không phải ta bảo thủ, chỉ là ta không phải kiếm tu, thanh kiếm này cũng không tiếp sức được nhiều cho ta, hơn nữa nếu ta sử dụng nó chẳng khác nào mượn đường của người khác, việc này chỉ có hại cho ta mà thôi. Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi gật đầu, sau đó nhận lấy kiếm thanh huyên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tam điện chủ ác đạo, trầm giọng hỏi tiền bối còn có thể đột phá không? Ung đế cũng ngẩng đầu nhìn tam điện chủ ác đạo đang chậm rãi đi tới, ông ta lắc đầu, tuy ta chém vỡ được thanh kiếp kiếm này, nhưng thanh kiếm đó cũng đã để lại kiếp trong người ta, dù ta dọn sạch được kiếp trong người, cô ta cũng sẽ không cho ta cơ hội đột phá lần nữa. Nói xong. Nét mặt ông ta cũng dần trở nên nặng nề, thực lực của người này còn mạnh hơn cả Chiêu Võ Đạo Đế nữa. Còn mạnh hơn cả Chiêu Võ Đạo Đế. Nghe thấy lời của ung đế, sắc mặt nhóm người bên cạnh Diệp Quân đều trở nên u ám, thực lực của Chiêu Võ Đạo Đế đã mạnh lắm rồi, mà tam điện chủ ác đạo này còn mạnh hơn ông ta, thế cô ta phải mạnh đến mức nào chứ? Lúc này, hai cao thủ tuyệt thế là Lý Toại Phong và Nhã Uyên cũng cảm thấy hơi tuyệt vọng. Diệp Quân chợt trầm giọng nói, khi nãy ta nhìn thấy cô ta đi ra từ bát trọng thiên, chẳng lẽ cô ta là người ở trong bát trọng thiên?
Lý Toại Phong lắc đầu, cô ta không phải bị nhốt, cô ta đến để vượt ải, ta từng nhìn thấy cô ta một lần, nhưng cũng không giao thủ, cô ta đi thẳng tới Bát Trọng Thiên. Vượt ải. Diệp Quân nhìn Tam Điện Chủ ác đạo kia, từ sau khi ra ngoài, đối phương vẫn luôn nhìn chằm chằm Ung Đế, trong mắt cô ta không có chút cảm xúc, lạnh nhạt đến mức khiến người ta không rét mà run. Không phải người. Ác đạo. Hắn cũng từng gặp ác đạo, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp ác đạo mạnh đến thế này. Còn về ác đạo ở chân vũ trụ kia, đối phương vẫn luôn bị trấn áp, vì thế hắn cũng không biết rốt cuộc đối phương mạnh bao nhiêu. Khi Tam Điện Chủ ác đạo chậm rãi đi ra, tất cả mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm cô ta. Mấy người nhóm Thiên Võ Thế vô cùng mừng rỡ, nếu ác đạo minh này không còn cao thủ nào ra ngoài, khiến Ung Đế đột phá, thì khi đó còn ai ở đây có thể ngăn cản ông ta nữa? Rõ ràng chiêu võ đạo đế không có khả năng đó. Lúc trước khi thấy Ung Đế suýt đột phá, bọn họ thật sự sắp tuyệt vọng rồi. Thực lực cảnh giới khai đạo đã mạnh đến thế, nếu còn để ông ta đột phá đạt tới diệt đạo thì chẳng phải nguy rồi sao? Đừng nói là chiêu võ đạo đế, e rằng có hai chiêu võ đạo đế cũng không thể ngăn cản được ông ta. Dù sao Ung Đế cũng là người chiến đấu với cao thủ diệt đạo khi đang ở cảnh giới khai đạo, một khi đạt tới diệt đạo thì chắc chắn sẽ là tồn tại vô địch trong cảnh giới. Cũng may ác đạo minh vẫn còn có người. Thiên Võ Thế nhìn thoáng qua Thiên Võ Tân bên dưới, cảm nhận được ánh mắt tổ tiên nhà mình, Thiên Võ Tân vội cung kính hành lễ. Thiên Võ Thế dịu dàng nói, lựa chọn của ngươi không tệ, sau khi chuyện lần này kết thúc, ngươi là người có công thứ nhất. Thiên Võ Tân lập tức mừng rỡ vô cùng, vội vàng hành lễ, cảm giác không vui vì thân thể bị phá hủy trước đó lập tức mất sạch. Thiên Võ Thế thu hồi tầm mắt, lão ta cười khẩy nhìn Lệ Minh ở cách đó không xa. Lệ Minh không thèm quan tâm đến ánh mắt của Thiên Võ Thế, ông ta nhìn Diệp Quân phía xa, không biết đang nghĩ gì. Chiêu võ đạo đế ở phía xa nhìn thoáng qua Tam Điện Chủ ác đạo kia, không nói gì. Đây có thể xem là lần đầu tiên ông ta và Tam Điện Chủ gặp nhau, lúc trước người kêu gọi ông ta gia nhập ác đạo minh là Nhị Điện Chủ, ông ta chưa từng gặp Tam Điện Chủ này bao giờ. Không thể không nói, lần gặp hôm nay khiến ông ta hơi kinh ngạc. Thực lực này thật sự khá ổn. Nhưng lúc này, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Tam Điện Chủ ác đạo kia đột nhiên tiến lên một bước, siết chặt tay phải, trong nháy mắt một thanh kiếp kiếm đỏ như máu ngưng tụ trong lòng bàn tay cô ta. Xoẹt. Vào khoảnh khắc thanh kiếp kiếm kia xuất hiện, toàn bộ đăng thiên vực chợt xuất hiện vô số tia chớp đỏ tươi, những tia chớp này như một cái lưới bao phủ lấy đăng thiên vực, những uy áp lôi kiếp đáng sợ liên tục xuất hiện trong thiên địa, cực kỳ kinh khủng. Tất cả mọi người đều cảm nhận được kiếp uy đáng sợ này, uy áp này mạnh hơn uy áp của chiêu võ đạo đế trước kia không biết bao nhiêu lần. Ai nấy đều thấy hoảng sợ. Lúc này sắc mặt của chiêu võ đạo đế đều trở nên nặng nề chưa từng có. Rõ ràng ông ta vẫn đánh giá hơi thấp thực lực của ác đạo trước mắt rồi. Tam Điện Chủ ác đạo ở phía chân trời đột nhiên hóa thành kiếm quang màu máu biến mất khỏi vị trí ban đầu. Con người Ung Đế chợt co lại, ông ta vung tay áo, một sức mạnh nhẹ nhàng kéo nhóm Diệp Quân lùi lại cách xa mấy chục vạn trượng. Sau đó, ông ta mặc kệ cơ thể đang bị thương, tay phải nắm chặt lại đánh tới một phát. Đạo diệt thần quyền. Cú đấm đánh ra. Những sức mạnh đáng sợ xuất hiện như núi lửa phun trào, trực tiếp đối mặt với chiêu kiếm kia. Sức mạnh của hai người vừa mới tiếp xúc đã lập tức có vô số quyền mang và lôi điện lan ra, Ung Đế kia cũng thoáng chốc lùi lại mấy chục vạn trượng. Nhưng vừa dừng lại, trong cơ thể ông ta đã có những khí thế đáng sợ bộc phát một lần nữa. Lại bắt đầu cố gắng đột phá. Ung Đế siết chặt hai tay, mái tóc dài bay lượn. Uy áp đáng sợ liên tục dâng trào từ trong cơ thể ông ta, khí thế kia ngày càng mạnh và đáng sợ hơn. Oanh! Lúc này, vô số lôi kiếp tuôn trào từ trong cơ thể Ung Đế rồi vỡ ra, nhưng lại không thể tan biến được. Sau khi đẩy lôi kiếp trong cơ thể ra, khí thế của Ung Đế lại tăng vọt một lần nữa. Ông ta biết rõ Tam Điện Chủ này khác với chiêu võ đạo đế, thực lực của Tam Điện Chủ vượt xa chiêu võ đạo đế kia. Nếu ông ta không đột phá diệt đạo thì hoàn toàn không phải đối thủ của cô ta. Phải đột phá. Thấy cảnh này, Lý Toại Phong cất lời, Diệp Thiếu, cho ta mượn kiếm dùng tạm, ta phải tranh thủ thời gian cho Ung Đế.
Diệp Quân không chút do dự mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyền bay vào tay Lý Toại Phong, sau đó, Lý Toại Phong biến thành một tia kiếm quang bay lên cao, chém về phía Tam Điện Chủ ác đạo kia. Thấy Lý Toại Phong cầm kiếm lao tới, trong mắt Tam Điện Chủ ác đạo lộ vẻ khinh thường, cô ta cầm kiếm vung tay lên. Kiếm quang lóe sáng. Kiếm trong tay Tam Điện Chủ ác đạo vỡ tan tành, nhưng Lý Toại Phong cũng liên tục lùi lại mấy chục vạn trượng. Thấy kiếp kiếm trong tay mình vỡ tan tành, trong mắt Tam Điện Chủ ác đạo lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng cô ta không suy nghĩ nhiều, cũng không đuổi theo Lý Toại Phong mà nhìn về phía Ung Đế với khí thế vẫn đang dâng trào cách đó không xa, trong tay cô ta lại ngưng tụ ra một thanh kiếp kiếm. Không thể để người này đột phá được. Tam Điện Chủ ác đạo biến mất khỏi vị trí ban đầu, sau đó một tia kiếm quang đỏ như máu đã giết tới trước mặt Ung Đế, nhưng lúc này, Lý Toại Phong lại chắn trước Ung Đế một lần nữa. Ông ta hét to một tiếng rồi chém tới. Hai tia kiếm quang vỡ tan tành, Lý Toại Phong lùi lại một lần nữa, mà lần này trong quá trình lùi lại có vô số lôi kiếp đánh lên người ông ta, khiến cơ thể ông ta dần nổ tung, khi dừng lại, tay phải cầm kiếm của ông ta khẽ rung lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 94.